Chào anh em. Trời nó hơi tối một chút nhưng mà mình cố gắng mình làm nốt luôn cái clip máy đang hot nè, cái máy Redmi nè. Thì mong anh em thông cảm nha. Ở ngoài thì nó sẽ sáng hơn và đẹp hơn nha. Trời giờ này nó cũng chiều tối rồi. Thì cái máy Redmi này được anh em săn lùng rất là nhiều. Hot hòn hột luôn á. Đấy, cho nên là nhập về theo yêu cầu anh em nha. Hiện giờ thì mình sẽ về hai size là 7.000 và 8.000 mọi người nha. Còn cái máy mà mình đang quay trong clip này thì là máy size 8.000, Redmi 8.000 Ryobi. Thì cái giá thì mình sẽ cập nhật ngay trên tiêu đề để mà lỡ mà nó có tăng giảm giá gì đó thì anh em cũng tiện theo dõi luôn nha. Trong clip này thì mình chỉ quay cái ngoại hình của máy cho anh em xem thôi. Thì cái máy này nó có một ngoại hình đẹp, rất là thích hợp để anh em gọi là đi săn hàng nè, đi hoặc là đi đánh giải. Thời gian qua thì anh em yêu cầu cái máy này, mình nhập về cái máy này rất là nhiều, cho nên giờ mình gọi là đáp ứng theo nhu cầu của quý khán giả nha. Máy cầm khá là nặng thì đó, bây giờ mình sẽ quay ngoại hình cho anh em xem nha. Máy có một cái màu tổng thể luôn là màu trắng bạc, nhìn rất là sang trọng luôn, sang trọng lịch sự. Máy có 6 bạc đạn mọi người nhé. Đó thì máy này nè, có mô pin bằng kim loại nè, mô pin và tay quay bằng kim loại. Còn cái phần thân máy và chân máy thì nó làm bằng composite thôi, như là những cái vật liệu làm máy câu thông dụng thôi mọi người. Mấy dòng Shimano đắt tiền nó phần phần thân chỗ này và phần chân nó cũng vẫn làm bằng composite bình thường thôi. Đấy. Nhằm và làm giảm cái khối lượng của máy nha. Nếu nó full kim thì tất nhiên giá thành nó cũng cao, mà gọi là cái khối lượng máy lúc đó nó cũng sẽ quá nặng nề. Đấy. Đây, máy này là máy Design and Engineer in Japan. Thì cũng như mình nói ở clip trước thôi, hãng Ryobi này trước kia nó là một hãng hoàn toàn sản xuất nội địa tại thị trường Nhật Bản. Đây là một hãng của Nhật Bản mọi người nhé. Nhưng mà gần đây thì nó đã chuyển cái dây chuyền sản xuất và công nghệ sang Trung Quốc để lắp ráp nhằm giảm giá thành. Thì đó cũng là một cái lựa chọn hay để cho anh em có thêm nhiều cái phân khúc lựa chọn từ rẻ đến đắt. Đấy. Bên shop mình thì lúc nào cũng công khai minh bạch về cái chuyện xuất xứ của máy hết. Tay quay có thể đổi hai bên mọi người nhé. Máy này thì chống nước rất là tốt nha. Bây giờ mình sẽ mở bên trong cho anh em xem. Thì nghe mình cũng có xem mấy anh em trên trên mạng nói là máy này là nó có cốt trợ lực, cho nên là được anh em tin dùng rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem cốt trợ lực nhé. Đây, mọi người thấy không? Đó, cốt trợ lực nha, rất chi là ngầu luôn á. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nè, để anh em ở xa. Tất nhiên rồi, mình làm những clip này chủ yếu để cho anh em ở xa mà gọi là có đặt hàng qua mạng đó, thì anh em xem được kỹ tường tận sản phẩm như là cầm trên tay. Còn tất nhiên nếu anh em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chạy qua shop mình cà phê với mình luôn. Đó, mình còn khuyến mãi thêm cho anh em để giao lưu với anh em nữa. Đó. Đang mùa dịch mình ship hàng cũng hơi khó khăn, cho nên mong là anh em ở Sài Gòn á mà tranh thủ được thời gian thì có thể chạy qua cà phê với mình nha, thì mình sẽ bớt tiền xăng xe cho anh em. Chứ thật sự mình nói gửi máy đi mà gửi bằng bưu điện này nọ nó cũng phí thời gian mọi người, vừa phải chờ lâu mà vừa phải tốn thêm tiền ship này nọ nữa. Mình thì là bán giá rồi rất là phải chăng cho anh em luôn. Giá thì mình sẽ cập nhật bên trên cái tiêu đề và dưới phần thông tin mô tả mọi người nhé. Thì địa chỉ shop Yuka mình là 297/58 Lê Đức Thọ, phường 17, Gò Vấp. Số điện thoại của mình là 0906 728206. Đó. Cái phần này là nó thay cho cái bộ lưỡi gà mà nó gạt cái máy lúc mà nó kêu leng beng lúc chúng ta xả mô pin đó mọi người. Đó, chứ không có gì hết. Còn đây là phần cốt trợ lực của máy. Nói chung máy này thì ngầu rồi, nhìn thôi là mình đây dân câu mình gặp mấy cái máy này thì cũng mê lắm. Đi kèm với máy là cái túi bảo vệ mọi người nhé. Mọi người có thể cho máy vào đây để sau khi câu xong để bảo vệ máy khỏi chảy xước nè, hoặc là dùng để lau chùi máy. Đó. Tay mình hơi xấu hơi đen, bỏ vô cái máy này nhìn đúng là dìm hàng tôi luôn á. Bỏ vô mấy cái máy trắng toát này nhìn cái tay mình kinh quá, thui thù lùi. Đấy, còn hai cái vòng này thì để làm gì? Thì là vòng này anh em có thể cho vào đây, tại vì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ chỗ này một chút nha. Nếu anh em nào chưa biết thôi nha. Cho thì là trong cái trường hợp mà cước mà anh em vào mà nó gọi là nó sẽ không đều thành hình trụ mà nó biến thành hình thang trên hoặc hình thang dưới, thì anh em có thể là lấy bớt hoặc cho thêm cái lông đền nhựa này mọi người nhé. Đó, thì đây là cái mục đích mà nhà sản xuất đưa thêm cái lông đền nhựa này cho anh em nha. Thì anh em cứ gắn thêm vào đây.
đây, cái lồng nền nhựa chỗ này nè, đó, rất là đơn giản thôi, không gì hết. Nhưng mà trong hầu hết những cái máy mà đem về, tức là mới đập hộp đó, mới đập hộp thì hầu như chúng ta vào cước là nó đều luôn mọi người, không có cần phải thêm đâu. Đó, chỉ có thời gian anh em xài, hoặc là anh em xài cái đường kính dây này nọ đó khác đi hay gì đó thì nó sẽ cần phải gia giảm thêm. Nhưng mà đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, thật sự nó chỉ ảnh hưởng cái thẩm mỹ một tí thôi chứ nó không có gì cả. À, tổng thể mình đánh giá thì đây là một máy câu có tầm phân khúc gọi là giá rẻ, trung bình khá, nhưng có được một cái ngoại hình ok. Cái ăn tiền nhất ở đây là cái cốt trợ lực. Đấy, ngoại hình thì đẹp mình không nói rồi, nhìn rất là sang, rất là đẹp rồi. Nhưng mà ăn tiền nhất ở đây đó chính là cái phần cốt trợ lực. Đấy, rất là đáng đồng tiền bát gạo. Và tất nhiên là máy thiết kế dùng để săn cá lớn mà, săn hàng khủng cho nên là rất là chắc chắn rồi. Bây giờ mình sẽ đọc một số cái thông số cho anh em xem nha. Đây, tỷ lệ vòng quay của máy là 5.0:1, lực kéo của máy mát ráp là 10 kg. Đối với máy 7000 thì nó sẽ nặng 595 gram, máy 8000 nặng 600 gram, không đáng kể lắm. Số bạc đạn của máy là 6 bạc đạn mọi người nhé. Đó, còn cái sức chứa dây thì đây mình đọc chung tí thôi, vì nó không chênh lệch nhau nhiều lắm giữa hai cái size 7000 và 8000 đâu. Đó là dây 0.35 thì nó chứa được 180 m dây, đối với máy 7000 0.435 nha. Dây 0.435 đối với máy 8000 thì nó chứa được 200 m luôn. Còn dây 0.47 nè, chứa được 160 m dây. Thì thường thường anh em đi câu sông thì anh em vào cỡ cái số là 0.47, 0.5 là ok rồi. Nếu anh em đi câu hồ cần phải nại cá bạo lực thì anh em có thể vào dây 0.55 nha. Đó, thì nó cũng tầm chòm chèm, nếu mà vào dây 0.55 thì nó vào được khoảng 130 m dây, thì nó cũng là đánh thoải mái tất cả các hồ dịch vụ rồi, đúng chưa? Tại vì chúng ta cần phải nại cha bò mà. Đó, rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Thì cái trời về chiều cho nên là cái màu sắc nó không có được tươi, không có được đẹp lắm. Nhưng mà máy này ở ngoài nhìn ok lắm mọi người, nhìn nó sang trọng lắm luôn á. Rồi, cảm ơn anh em nha.